Sáng nay ngày 10 tháng 8 tại bến xe Tân Phú, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Giao thông Vận tải các tỉnh Long An và Tiền Giang cùng công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futabus Line tổ chức lễ khai trương tuyến xe buýt liên tỉnh bến xe buýt Tân Phú, bến xe buýt Tiền Giang. Đây là tuyến xe buýt liên tỉnh không trợ giá, lộ trình dài khoảng 85 km, hoạt động từ 5 giờ sáng đến 18 giờ tối hàng ngày. Trong thời gian cao điểm cứ 10 đến 15 phút có một chuyến xe, giá vé cao nhất là 70.000 đồng, thấp nhất là 7.000 đồng dành cho học sinh sinh viên đi nội tỉnh thành. Tuyến xe này được bắt đầu đưa vào vận hành từ ngày 11 tháng 8 do công ty Phương Trang khai thác. Theo quyết định, danh sách điểm dừng đón trả khách trên địa phận thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang được sử dụng tất cả điểm dừng trên lộ trình tuyến để dừng đón trả hành khách. Riêng địa phận tỉnh Long An dự kiến cặp điểm dừng tại 4 khu vực, trong đó tại Tiền Giang, sau khi qua địa phận tỉnh Long An, tiếp tục di chuyển theo lộ trình quốc lộ 1, quốc lộ 50, Hùng Dương, Rạch Gầm, Lý Thường Kiệt, ấp Bắc, bến xe Tiền Giang.